Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks và ba con gấu. Once upon a time, there lived a little girl whose name was Goldilocks. Ngày xưa ngày xưa có một cô bé tên là Goldilocks. One day she decided to go for a walk in the forest. Một ngày nọ, cô quyết định đi dạo trong rừng. While out walking, she lost her way and found herself at the house of the three bears. Trong khi đi dạo, Cô lạc đường và thấy mình đang ở nhà của ba con gấu. Inside the house, she came across a kitchen table with three bowls of porridge laid out. Vào trong nhà, cô bắt gặp một bàn bếp với ba bát cháo được bày ra. She tasted the porridge in the first bowl and found it was too hot. Cô nếm thử cháo từ bát đầu tiên và thấy nó quá nóng. So she tried the porridge from the second bowl, which was too cold. Vì vậy... Cô thử cháo từ bát thứ hai đã quá nguội. Finally, she tried the third bowl and found that it was just right, so she ate it all up. Cuối cùng cô thử đến bát thứ ba thì thấy nó vừa miệng nên cô đã ăn nó hết sạch. When she had finished the porridge, Goldilocks felt tired and went to find somewhere to sit down. The first chair she found was too big. The second chair was still too big. But the third chair felt just right. Chiếc ghế đầu tiên cô thấy quá lớn. Chiếc ghế thứ hai vẫn quá lớn. Nhưng chiếc ghế thứ ba cảm thấy vừa phải. As she sat down the chair broke into many pieces. Khi cô ngồi xuống, chiếc ghế vỡ thành nhiều mảnh. By now Goldilocks was very tired so she looked for somewhere to sleep. Lúc này Goldilocks đã rất mệt nên cô ấy tìm chỗ nào đó để ngủ. The first bed she found was too hard. The second was too soft. Chiếc giường đầu tiên cô thấy quá cứng. Chiếc thứ hai quá mềm. But the third bed was perfect and she fell into a deep sleep. Nhưng chiếc giường thứ ba rất hoàn hảo và cô chìm vào giấc ngủ sâu. Just then the bears came back to their house from walking in the forest. Ngay sau đó những con gấu trở về nhà chúng từ việc đi dạo trong rừng. When they came into the kitchen they saw that someone had been eating their porridge. Khi chúng vào vào bếp. Chúng thấy ai đó đang ăn cháo của chúng. Who's been eating my porridge? Growled Daddy Bear. Ai đã ăn cháo của tôi? Gấu bố gầm gừ. Who's been eating my porridge? Asked Mummy Bear. Ai đã ăn cháo của tôi. Gấu mẹ hỏi. Finally, baby bear cried. Who's been eating my porridge? And eaten it all up. Cuối cùng, gấu con khóc. Ai đã ăn cháo của con. và ăn hết sạch. Then the three bears spotted that someone had been sitting in their chairs. Who's been sitting in my chair? Howled daddy bear. Sau đó, ba con gấu phát hiện ra rằng ai đó đã ngồi vào ghế của chúng. Ai đã ngồi vào ghế của tôi. Gấu bố rú lên. Who's been sitting in my chair? wondered Mummy Bear. Ai đã ngồi vào ghế của tôi? Gấu mẹ tự hỏi. Baby Bear cried. Who's been sitting in my chair and broken it up into pieces? Gấu con khóc Ai đã ngồi vào ghế của con và phá hỏng nó thành nhiều mảnh. The three bears ran up the stairs to check their bedrooms and saw that someone had been sleeping in their beds. Ba con gấu chạy lên cầu thang để kiểm tra phòng ngủ của họ và thấy rằng ai đó đã ngủ trên giường của họ. Who's been sleeping in my bed? Roared Daddy Bear in. Who's been sleeping in my bed? Growled Mummy Bear. Ai đã ngủ trên giường của tôi? Gấu bố gầm lên và Ai đã ngủ trên giường của tôi? Gấu mẹ gầm gừ. Finally, baby bear cried. Someone has been sleeping in my bed and they are still in it. Cuối cùng, gấu con khóc. Ai đó đã ngủ trên giường của con, và họ vẫn ở trong đó. Goldilocks was woken up by their shouting and was so scared she jumped out of the bed and ran out. of the open window back into the forest. Gawilocks bị đánh thức bởi tiếng la hét của họ và quá sợ hãi. Cô đã nhảy ra khỏi giường và chạy ra khỏi cửa sổ đang mở quay trở vào rừng. She ran home to her mother and vowed she would never again go for a walk in the forest alone. cô chạy về nhà đến mẹ cô và thề rằng sẽ không bao giờ đi dạo trong rừng một mình nữa